Xá Lợi Tử: Bố thí ba la mật đa là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Bốn tịnh lự là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Tám giải thoát là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Bốn niệm trụ là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Pháp môn giải thoát không là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Năm loại mắt là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Sáu phép thần thông là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Mười lực của Phật là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Trí nhất thiết là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn chúng nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Pháp không quên mất là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Tánh luôn luôn xả là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Tất cả pháp môn Đà La Ni là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn chúng nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Phàm phu là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp phàm phu là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Dự lưu là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp dự lưu là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Nhất lai là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp nhất lai là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Bất hoàn là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp bất hoàn là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: A-la-hán là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp A-la-hán là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Độc giác là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp độc giác là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Bồ Tát là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp Bồ Tát là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử: Như Lai là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp Như Lai là pháp đã sanh, tôi chẳng muốn nó sanh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nay ngài vì muốn khiến pháp sanh nó sanh, hay vì muốn khiến pháp bất sanh nó sanh? Thiện Hiện đáp: Tôi chẳng muốn khiến pháp sanh nó sanh, cũng chẳng muốn khiến pháp bất sanh nó sanh. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì pháp sanh cùng với pháp bất sanh, hai pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử: Do duyên cớ này nên tôi cũng chẳng muốn khiến pháp sanh nó sanh, cũng chẳng muốn khiến pháp bất sanh nó sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Đối với pháp vô sanh đã nói, ngài ưa biện thuyết tướng vô sanh chăng? Thiện Hiện đáp: Đối với pháp vô sanh đã nói, tôi cũng chẳng ưa biện thuyết tướng vô sanh,
Vì sao? Vì hoặc là pháp vô sanh, hoặc là tướng vô sanh, hoặc là ưa biện thuyết, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử hỏi: đối với pháp bất sanh, khởi lên lời nói bất sanh thì lời nói bất sanh này cũng bất sanh chăng? Thiện Hiện đáp: đúng vậy, đúng vậy. Vì sao? Xá Lợi Tử: vì sắc bất sanh, thọ tưởng hành thức cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: nhãn xứ bất sanh, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: sắc xứ bất sanh, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: nhãn giới bất sanh, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: nhĩ giới bất sanh, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: tỷ giới bất sanh, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: thiệt giới bất sanh, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: thân giới bất sanh, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: ý giới bất sanh, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: địa giới bất sanh, thủy hỏa phong không thức giới cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: thánh đế khổ bất sanh, thánh đế tập diệt đạo cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: vô minh bất sanh, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh, lão tử sầu than khổ yêu não cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: cái không nội bất sanh, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: bố thí ba la mật đa bất sanh, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: bốn tịnh lự bất sanh, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: tám giải thoát bất sanh, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: bốn niệm trụ bất sanh, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: pháp môn giải thoát không bất sanh, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: năm loại mắt bất sanh, sáu phép thần thông cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: mười lực của Phật bất sanh, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: trí nhất thiết bất sanh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: pháp không quên mất bất sanh, tánh luôn luôn xả cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: tất cả pháp môn Đà La Ni bất sanh, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: phàm phu bất sanh, pháp phàm phu cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: dự lưu bất sanh, pháp dự lưu cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: nhất lai bất sanh, pháp nhất lai cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá Lợi Tử: bất hoàn bất sanh, pháp bất hoàn cũng bất sanh.
Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá lợi tử, A-la-hán bất sanh, pháp A-la-hán cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá lợi tử, độc giác bất sanh, pháp độc giác cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá lợi tử, Bồ-Tát bất sanh, pháp Bồ-Tát cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá lợi tử, Như Lai bất sanh, pháp Như Lai cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá lợi tử, thân hành bất sanh, ngữ hành, ý hành cũng bất sanh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên đối với pháp bất sanh khởi lên lời nói bất sanh cũng không có nghĩa là sanh. Xá lợi tử, vì hoặc pháp sở thuyết, hoặc lời năng thuyết, người nghe đều bất sanh. Khi ấy xá lợi tử nói với thiện hiện trong những vị thuyết pháp, Ngài là người đệ nhất. Vì sao? Vì tùy theo sự vặn hỏi đều có thể giải đáp không bị ngập ngừng lúng túng. Thiện hiện nói, đệ tử của chư Phật đối với tất cả pháp đều không có cái nương tựa đắm trước. Do vậy nên có khả năng tùy theo sự vặn hỏi mà tất cả đều được giải đáp tự tại vô ý. Vì sao? Vì tất cả pháp không có chỗ nương tựa. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, vì sao các pháp đều không có chỗ nương? Thiện hiện đáp, xá lợi tử, vì bản tánh của sắc là không, nên trong ngoài hai bên khoảng giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của thọ tưởng hành thức là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của nhãn xứ là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của sắc xứ là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của nhãn giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của nhĩ giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của tỷ giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của thiệt giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của thân giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của ý giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của địa giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của thánh đế khổ là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của thánh đế tập diệt đạo là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì bản tánh của vô minh là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử vì bản tánh của cái không nội là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của Bồ Thí Ba La Mật Đa là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của bốn tịnh lự là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của tám giải thoát là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của bốn niệm trụ là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của pháp môn giải thoát không là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của năm loại mắt là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của sáu phép thần thông là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của mười lực Phật là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của trí nhất thiết là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của pháp không quên mất là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của tánh luôn luôn xả là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của phàm phu là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp phàm phu là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của dự lưu là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp dự lưu là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của Nhất Lai là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp Nhất Lai là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của bất hoàn là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp bất hoàn là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của A-la-hán là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp A-la-hán là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của độc giác là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp độc giác là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của Bồ Tát là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp Bồ Tát là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bản tánh của Như Lai là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được.
vì bản tánh của Pháp Như Lai là không, nên trong ngoài khoảng giữa hai bên đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các Pháp đều không có chỗ nương.